Everybody put your hands, hands up. Hey guys, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại với tựa game Dying Light. Thì hôm nay mình và Vinh sẽ tiếp tục co-op cái tựa game này cho tất cả anh em và các fan xem ha. Thì thật sự là cũng đã rất là lâu rồi, thì tụi mình định là siết hết Far Cry 5 rồi mới quay trở lại đây. Nhưng mà hiện tại thì cái replay á, thì do là mình quay một video đến 2-3 tiếng mới quay một cái video được hai mấy phút anh em à. Nên là mình nghĩ là có thể là mình bỏ replay ha, để mình coi coi nếu mà ổn định á, thì mình sẽ quay trở lại replay. Tại vì replay hiện tại là đang gặp một cái trường hợp rất là hy hữu, là mình vào phòng xong là 8 người, sau đó là mình chết đi rồi mình xem người ta chơi. Làm như mình vô mình coi phim vậy anh em, chứ không phải là mình chơi ha. Nó cứ bị cái lỗi đó riết à, nên là mình hiện tại là mình vẫn chưa biết cái cách khắc phục ha. Thì nếu mà anh em nào mà chơi không bị đó thì anh em có thể là comment bên dưới thử cho mình biết, để mình coi là cái máy mình ha. Rồi, bây giờ đây cuộc hành trình mình với Vinh chính thức chiếc tàu đi. Trời ơi, có đè rút lúc nào nè mày. Chạy đi. Ê, có cái rương ở đây luôn ta. Tao nghe la ó gì dữ dội lắm rồi nha. Không có gì hết vậy? Có chứ, phải có được cái gì mới để đó. Rồi đi làm vụ luôn nè. Mà tao không có gì trong đó hết. Đi làm vụ rồi sẵn tiêu diệt rôm luôn nè. Trời ơi thiệt. Mình nhớ rồi, mình nhớ mang máng tập trước rồi. Tập trước ngu, có dao đồ dữ dội lắm, phan hết. Cái mình chết cái mất hết. Phan dao cái Vinh nó đạp cái quay. Xong cái đâu mất tiêu hết rồi. Cái gì quay, mày? Quay. Tao có súng nè. Diện kìa. Súng tao còn 10 viên nè. Bắn ngay đầu nữa. Bay đầu liền. Nhìn gì? Súng khó bắn quá mọi người. À gôi, nó để ngay rồi mày. Đồ cái gì trâu vậy, bắn cái đầu mà không chết. Không á. Mày hả mày, cái đá vỡ đầu nó vậy á. Mày có búa nè mày, ngon mày. Ủa sao cái búa này tao lẫm được ta? Búa nó nè. Mày sao lẫm được? Ok á. Ủa lẫm đồ lúc nào mày? Tao quên mất luôn rồi. Nút F. Tao ơi, tao bấm nút E từ nãy trên đứng đá. Ôi vậy gà. Lâu quá hiện mà. Cái F nó chậm quá đó là không biết không, sao. Không, nó hiện mày ơi. Tại vì tao nó full nấy rồi, để tao dục bớt đồ ra. Hiện cái tao lẫm được à. Nó giờ mới hiện F nè. Này mày cũng đang cái búa xài đỡ đi. À. Ờ, cứu đường này cái cho tiền nè. Tôi có thấy hình như. Ê mày, mày nhắn ép vô nó cái có tiền nè mày. Không biết là mình cho nó hay sao. Hay là cho mình. Cho mình 82. Ờ cho mình nè. Nó đội ơn trời, đội ơn đất cho mình cứu nó. Tôi 82 đồ làm ăn gì thua trong Far Cry 5 ta cho quá trời. Ta cho quá trời là trong Far Cry 5. Đây là tận thế mà mày. Thấy Far Cry 5 cũng chiến tranh không? Chiến tranh chứ. Còn đây là tận thế, đồ ăn, thức uống không có nè. Con đè đầu cũng bán ba binh khí vũ khí bằng tiền nữa mày thấy không? Thì ba năm khổ vậy cũng bán mắc như quỷ vậy. Vài năm thì đỡ hơn đây mày ơi. Cũng vậy à. Đây còn giàu mà bán 1,000 đô mày không thấy rống không? Rím. Ôi, đây mọc quá trời cây vậy. Đường đâu vô ta? Chạy không nên chạy đường nào vô nhỉ? Nó sẽ có đường vô, nó sẽ nằm đâu đó ở đây. Thì chắc. Ra luôn rồi. Ê mày, có mấy cái xe có ký hiệu mấy cái xe đẩy vậy mày? Làm như là mấy xe trong siêu thị vậy á. Không biết là làm gì, chắc vô trọng cướp đồ tụi nó hay sao á. Thôi làm vụ mày ơi. Ô thằng này bốc khói kinh thế. Mày. Lâu quá mất kỹ năng hết rồi. Nói mắt chứ vẫn nhớ cái kiểu đá theo kiểu bộ đội này nha anh em. Mày rớt cái tay luôn mà còn ráng rướng này. Mày rướng này. Tao thì
chưa có mấy kỹ năng. Ê, tao nghe mày bước chân sau lưng chém cái đầu liền, trời, vứt ngay cái đầu nó ghê không? Vẫn trạm xăng nè, bắn nổ nè, xe vậy mà đi không được ha, có đai đi sinh á đi xe được. Ôi mày không té, mày đây láo hả? Đâu mày làm giỡn với tao hả? Thấy tao ghê chưa? Ôm thế tao giết nó luôn không? Ủa cái này mà cỡ có màn hình tao là coi cái những cái pha chiến đấu anh dũng. Ôm tao lâu quá cũng quên tốt hết rồi. Tao cũng lâu rồi tao mới chơi lại mà sao tao vẫn rồ ta. Ê quen ra gình bon mày ơi, thấy nhắn bằng phím nghe ngộ ngộ sao á. Phím gì? Đây nè, có cửa nè. Lại đây coi. Đang chém cho chết đó đó mày. Tao không tới nhiệm vụ mà tao lại đây, tao phát hiện cái cửa gì đây nè. Ký hiệu bơm hạt nhân gì đây? Vô liền. Tao biết là trong đây có chuyện gì xảy ra trong đây nha. Thấy ký hiệu là vô thử coi như thế nào trong đây. Vì tao nghe cái bọp rồi. Đù cho 7.500 điểm kỹ năng hả? Tê. Điểm phim tê coi làm gì vậy? Đi chứ làm gì mày? Uầy. Có người. Khu này có tụi nó hả mày? Zombie. Đâu có đuôi. Quỷ. Con quỷ. Đi. Tao lọt luôn. Đâu rồi? Mày để bò lên nhảy đây đi. Để bò nó đá ngay đầu đó. Thôi cứ tưởng tao nhảy, tao nhảy xuống nó đạp nó hay ngờ đạp trúng. Chết rồi. Lên đây, ngon lên đây. Lên đây. Mày chết rồi. Tàn đời mày con. Bấm phím F giờ thấy nó ngượng ngượng sao mày. Cái gì trời, ngượng gì trời. Thấy cũng bình thường, mọi thứ vẫn như thường đó mày. Thấy như thường, thấy bất thường. Ve ra liền, biết con quỷ kia nó mau hốt mà. Sao Wimby chạy nhanh quá trời mày. Gì? Mấy Wimby chạy nhanh quá trời luôn á. Đây, từ thôi, từ thôi. Ôi, chết rồi. Đâu như vậy? Còn Zombie chạy nhanh không? Ôi. Gì đâu, từ trước đằng sau quánh tùm lum hết vậy? Chạy đi! Chết rồi nè. Tao không có kỹ năng, tao không có gì từ zombie. Con tao không có kỹ năng. Chết à. Con mày không có kỹ năng tự quánh được. Đâu đây? Đông quá mày ơi. Quánh tí cái tao mệt rồi, sao cứu mày được. Rồi ok rồi đó. Dụ nó đi rồi. Tao biết tự nhiên ở đang dí tao quýnh nghe sinh ly tự chiến lắm á. Tao dậy nha. Mày đầu nát chứ tôi. Là có kỹ năng gì để học được không? Dạ lên đây, cái vỏ lên đây. Bò lên này. Còn con nào nữa? Không có kỹ năng gì để học hết luôn á. Bò lên nhảy xuống quá trời. Tao gọi gì đây? Đâu mà xa, trên đó rớt xuống quá trời. Xa lộn ổn rồi mày ơi. Em cứ đầu trên đó trèo lên trên đó là rớt xuống rồi. Rớt xuống tao cánh đây tao bấm E tao đá. Còn thằng kia để tay chào ghê nè, xin chào. Mày nghe ngây thơ quá ha. Ngây thơ này. Thôi đi tới cái chấm nhiệm vụ mày ơi, đừng có chiến với tụi nó nữa, tốn thời gian lắm. Rồi. Khoan, có thằng ấy nữa nè. Tụi chạy nhanh này đông quá. Chết tao nữa nè. Đâu còn chết thằng sau lưng nữa nè. Tẩu. Cứu kịp.
trời, xa lộn ổ rồi. Quá đông. Nhiệm vụ này làm cái gì trong đây ta? Để coi coi. Làm đâu trong tầng trên? Cái quỷ này mà ngon lên đây. Cái canh ta hoài nè. À, có chỗ điện kìa. Ta đang dụ tụi nó nè. Ui, nhiều. Con quỷ. Ờ, cúng cơm rồi. Giờ tao mới chết nè. Đông quá à. Trời ơi, vũ khí kìa anh em. Kiếm nhật, búa đồ, trời ơi, hạng nặng không. Con ta không có kỹ năng gì để quánh à. Gặp vũ khí hư nữa bà. Ủa, mẹ sao, nữa. Sao vô đây nữa ta? Mình phải giết hết lũ này hả? Vô đây. Ác đầu. Đây, vô trong đó được chưa? Là lũ lạc. Ý. Phía sau phải. Đang chiến đấu với hai con này trên đây. Ôi. Cái gì mà đông dữ vậy? Dí của tao dữ vậy. Mệt quá. Cái nhiệm vụ là mình bu gì trên đây nè. À thấy rồi. Bu lên rồi, cái kia kìa. Chạy đi. Con ta không có kỹ năng quánh không được. Không có kỹ năng bay đập như mày luôn á. Wow. Hai tên này sẽ bổ kinh nè. Ủa hư nữa chứ. Bao dây. Cứu tao rồi. Rồi chết rồi. Này không có gì nè. À thì ra là mở hai cái đó mẹ ơi. Rồi ok. Nãy thấy chỗ nào có kiếm giật gì đâu. Cái hình thể thôi mẹ ơi. Chứ nói kiếm nhật có là tàn đời với tao rồi chứ không phải là vậy đâu ha. Ủa gì nguyên bàn bu lại cho tao đây. Ok. Tao không tin tụi bay có đủ bản lĩnh tụi bay qua đây á. Vũ khí sắp hư nữa nè. Đại đồ tốt đấy. Có cái bẫy dưới á. Như chỗ đó hồi nãy là cái bẫy phải không ta? Tao thả cái hùng container xuống rồi. Đéo đây. Có lũ đạn gì không? Phan xuống. Bây giờ như có một cái này. Rồi, cắn nó rồi. Cái gì mày chọi bơm chết tao vậy? Phải vậy mới giết được tụi nó chứ mày. Cầm cái dao tao mới tao lạng quá. Dao quánh gần quánh chết ngắt hoài. Leo lên. Thì chứ chán không có kỹ năng quánh không được. Phải mày được nhưng mày cấp lớn như vậy. Thank you.
nhảy liền. À, có chỗ đạp nó vô. Thằng Út, vậy mà cũng hiếp được nữa. Thứ gì á? Tao nghe mà, nghe tiếng không biết liền á. Rồi vậy. Mày tưởng mày ngon hả? Vũ khí gì hư hết rồi, chán quá. Sao mà càng ngày nó ra càng đông vậy? Chỗ này giờ sao ra mày? Chắc giết nó tụi đây nè. Bày trò vô chỗ này giờ vậy nè. Nhiệm vụ nó vô, bắt mình nó vô mà. Này đâu phải nhiệm vụ đâu, cái chỗ kia mà. Chỗ mà nó có cái hình ký hiệu hình nhân nè. Biết đâu vô đây có những cái món đồ ngon sao mày? Mày tao lấy dao tao lạng nó lia liền. Ráng đi, lên cấp kỹ năng chiến đấu đi. Đã nát đầu rồi. Còn mấy con nữa mày ơi. À vậy là giết hết zombie trong đây rồi mày ơi. Còn đông đấy. Leo lên. Anh hùng nào leo lên, đá nát đầu hết. Lên. Yeah, dẹt ra. Thù này trâu dữ vậy. Cũng cố gắng. Nào nữa, nhìn nè. Nhìn. Ủa cái búa mới phàng đây bay xa dữ người ta. Ủa thấy nó bay qua đây cái mắt luôn rồi anh em. Phải thì chứ, mình mê chơi phàng mà. Cứ phàng là nó mắc đồ à. Rồi giờ đi đâu nè. Còn nè. Mấy cái chấm đỏ đó. Giết hết zombie mà hiện mấy chấm đỏ lên. Sạch luôn. Vũ khí hồi hư hết giờ nè. Còn đây nè. Giữ đây. Đúp đâu rồi. Ồ mày. Đại chiến nó đi. Nãy leo đây nè. Nó. Ồ 7.500. 7.500 điểm trên tồn. Ngon quá là cái gì nữa chưa? Học kỹ năng đi. Kỹ năng chiến đấu ta cũng lên cấp rồi nè. Lên sống lên trời ơi. Vậy mà không lên cấp nữa thôi luôn. Ủa? Lên cấp kỹ năng ấy không phải kỹ năng chiến đấu. Đâu kỹ năng của tao đâu à? Ồ mỗi cái một thứ anh em à. Ngon. Mày giết được nhiều. Tao có giết được nào đây, đâu. Đây gì đây ta? Đang mấy cái ngộ này hết anh em. Kỹ năng chiến đấu chưa lên nữa. Để level up sao thấy không lên vậy? Để gì nữa nè? Làm như kung fu à? Rồi kỹ năng sửa. Ký giờ hư hết luôn à. Rồi ok. Wow, tuyệt vời mặt trời. Quá ngon. Cộng liên tục luôn mà, 7.500 mà. Ra làm vụ. Ra ngoài. First intel was non-functional, so Kareem sending me to another one. If that one doesn't. Giải phóng kia to tàu đó luôn mà. Đây còn nữa cái mày. Gì? Còn nữa à? Còn gì nữa? Còn mở được cái mày, còn vô được á. Vậy vô nữa hả? Để đi mua đồ đi lại coi cái. Bây giờ vũ khí nào cũng hư hết rồi. Có nhiệm vụ gì vãi tèo vậy? Mày. Tao mày có mấy này nãy tao đâu xài đâu. Zombie trâu bò. Bộ vũ khí hư chứ. Gì mụ già định âm mưu đầu to đầu bự gì á. Mụ này thiệt chán thế. Ý, gõ đầu ve ra liền. Trời ơi, vũ khí nào hư hết rồi. Mấy con này ghê quá. Đi mua đồ đi. Nó đang quánh thằng ở đây nè.
đấm quánh để nó luyện cái điểm kỹ năng. Trâu như chó gì. Phí mày hư sao mày cũng chết nó. Có được cây này còn chưa mới sửa được này, còn cây kia, mấy cây kia là hư hết sửa được luôn. Chém hết. Rồi. Đông kinh dị luôn. Nhưng mà ở ngoài đây vậy đâu có gọi là đông, hồi nãy kìa mới gọi là đông. Ở trong rộng nãy là mấy con zombie chẳng ấy cơ mà. Zombie chạy nhanh được không? Học được kỹ năng này là gì vậy ta? E. Bấm liệt E là nó thúc. Nó hút cái chỗ trong mặt. Đâu thử coi. Ra thử cái giọng chỏ trong mặt nó coi. Nó lại mấy cái xe hàng đó là. Đâu lại xe hàng hả? Thôi về nhà đi nè. Đâu. Ồ giờ bắt đầu xuất hiện mấy thằng trâu này rồi. Ồ vũ khí hư nữa chứ. Khỉ ho mày Vinh. Còn tí mất vũ khí tao. Trâu thì cái quỷ này trâu. Phải đâu đi giày cái mé kia là mình mua đồ mày ơi, nhà sát bên kìa. Nhà sát bên giống vậy đó đâu. Hey, great. We got a second. I want to patch you to somebody who really wants to talk to you. Huh? Thì ta sao cái chiêu này khó ra dữ vậy? Who wants to know? My name is Troy. I lead a small crew of miners from Princess F-Zero. We call ourselves Đóng. Biết rồi à. Rồi xong luôn. Mụ già đó nữa. Biết rồi, cuối cùng mụ già đó. Hốt xác là luôn tao đứt rồi. Mày chết luôn hả? Ừ. Còn có miếng máu ta đang sọt qua sọt lại để tao luyện kỹ năng. Luyện nữa chứ vậy. Chiêu thuốc chỏ này khó chơi quá. Bấm liệt E sao không ra ta? Có thể là kèm theo một cái nút nào đó bấm liệt E. Rồi vô nhà mua đồ. Tại cửa mày. Đâu? Nhà mua đồ nè. Phải lợi mới cho vô hả? Lợi hai thằng mới hai cho thằng vô mới ý nghĩa hả? Trời đất ơi. Nó phải đủ tại vì cái chỗ này phải đi chung hết. Vãi. Dù mày chơi mình mày chuyện khác. Mua đây đó. Nhiệm vụ nè. Nhiệm vụ kế bên nè, sau lưng nè. Rồi mấy này nhận nhiệm vụ được luôn ta. Ồ có cái sẻn luôn hả? Để coi có bán gì tao mua. Tao ít khi nào mua vũ khí lắm. Wow. Cái này được nè ta, nhưng mà nó không bán, nó lên kỹ năng là sao nó mới cho. Hình như là mỗi ngày vô là đồ mỗi khác đó mày. Ờ hình như thấy vậy á. Bữa nay đồ khác nè. Cho tao toàn gậy bóng chày không à. 5.000, tao 9.000 mua gậy bóng chày 5.000 à. Cây của anh bù lít là 4.000 mấy rồi. Giờ không có đồ gì để mua. Mua mấy này mắc như quỷ vậy. Bánh hư không sửa được. Đồ đây bán giá cổ. Tao biết là trong thời buổi này nó kiếm okay tiền để làm gì mày. Gì? Trong thời buổi này tụi này kiếm tiền để làm gì vậy? Quyền lực. Vô nhận nhiệm vụ à? Ừ. Đáng lẽ hồi buổi này là tiền phải như cỏ rác chứ.
dục shop hết. Thằng nào mà cống hiến sức lực hay cái gì đó đó là mới cho vũ khí nó. Chuyện buôn bán kiếm tiền làm gì trời. Rồi đi ra, đi ra, đi, ra đi, đi, đi. Giờ tiến thẳng là đẳng. Đồ ra đâu rồi trời. Bên kia kìa, tàm tao chạy theo mày. Ê mày, chiếc xe này độc dữ à. Xe độc nhất luôn vậy mà. Cái xe bọc. Xe này là để siêu giết zombie. Đường ra vậy tao không thấy đường ra đâu luôn. Đây nè, đi theo tao. À... Tao thấy mày chạy, tao chạy theo mày. Ra BK hết lũ zombie ngoài đây, kết thúc video. Ừ, được. Tao đâu mua đồ đâu. Ra tao thử kỹ năng. Ờ chết cha. Ờ đồ hư tao còn nguyên đây, chết rồi. Giờ còn có cây đồ hư kìa. Đâu chơi. Tấn được. Tao đá này. Đá này nghe nghe thấy gì lực nữa đây má. Sao trước sau như một vậy? Mày đâu nữa hả? À? Kêu BK mày sao tao thấy có một tao. Tao đang đây nè, tao đang lấy đồ. Đại chiến. Tẻ. Đây là cơ hội. Cắn chứ. Đầu. Phải vậy. Tao có quỷ tao suốt cái răng vậy luôn hả? Ôi ô, đập cái. Đóng cái che hè. Con nào nữa? Thúc chỏ nó cũng mặt liền. Nào nữa, con lết xác ở đây. À, còn hả? Tao giờ chỉ có cách là hết nó vô đây thôi. Chứ không có kỹ năng gì để bay đạp luôn. Mày dễ liền. Cái quỷ, con quỷ hàm ống cống trung linh. Mày ghê quá mày ư. Quỷ dưới ống cống ghê thiệt. Chữ luôn. Quất khô máu nó. Ủa nó đâu rồi? Chết rồi. Nó giết nó luôn rồi. Cứu rồi. Sao nhận cứ lụm tiền không không cứu mày nè. Đu ngon. Đây 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 mày đây nè. Cứ nhìn cứ bấm ép lụm lụm không lụm đồ. Nó thử. Con thằng quỷ này. Mày mày rảnh lắm ha. Rồi vậy là dẹp hết được lũ zombie ngoài đây rồi. Vô vô cái có nữa à. Có phải qua ngày reset lần nữa. Tao thử kỹ năng mới này khó ra hiểu luôn á. Tao thì không có kỹ năng nữa. Tao à, lại thử kỹ năng mới con kiểu ôm cắn luôn chứ. Nó kêu nhắn e mà nhắn e. Cho có kỹ năng chiến đấu. Nó nhắn e kỳ ta. Lâu lâu mới ra. Mày có cái vũ khí nào lâu hơn hơn chứ vũ khí quánh nào hư vậy sao chứ. Hãy chuyển sang chế độ đấu tay. Đâu có đâu. Ôi trời. Chết rồi. Nhanh nè. Chết cái tắt lửa đập thiệt chứ. Phi diệu mà. Con nhỏ đưa một nhỏ đưa. Rồi ok rồi đó. Là cái gì vậy? Tốn mấy viên đạn tao. Ừ.
là nó phải thay giữa chợ rồi. Rồi ok, vậy thì video đến đây thì tụi mình sẽ chính thức kết thúc tại đây. Anh em cảm thấy sao về video tụi mình hãy để lại comment bên dưới. Và anh em đừng quên đến đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh mình nhé. Cảm ơn mình, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo của tựa game Daijin Life. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình, xin chào tất cả anh em. Và mình xin chúc tất cả anh em và các fan hâm mộ của mình là luôn luôn có một ngày tốt lành nhé. Ok, yeah.